Trong trường quay chương trình Mr. Perfect Quý Ông Hoàn Hảo, 5 người đàn ông cùng nhau tranh tài và thể hiện trước sự chứng kiến của 403 phụ nữ xinh đẹp. Ai sẽ là Mr. Perfect Quý Ông Hoàn Hảo Việt Nam 2018? Và bây giờ, hãy cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, MC Hoàng Rapper. Hoàng Rapper xin được đón chào quý vị đang đến với đêm chung kết xếp hạng của Mr. Perfect Quý Ông Hoàn Hảo. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ thu bộ não Seroton của Chafaco và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sam Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sam Pharma. Mọi người cảm thấy rất háo hức và cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người trong đêm chung kết ngày hôm nay của Quý Ông Hoàn Hảo 2018. Hãy cùng nhau chào đón hội đồng ban giám khảo. Đầu tiên chính là sự xuất hiện của giám khảo MC Quỳnh Chi. Tiếp theo là sự xuất hiện của ca sĩ Miko Lan Trinh. Và đặc biệt hơn hết chính là sự xuất hiện của Hoa hậu Giáng My. Cùng 400 quý cô đang trực tiếp có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Hoàng Rapper cũng xin được phép thay mặt cho ban tổ chức gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý vị khán giả, các nhà tài trợ, các nghệ sĩ, các giám khảo đã đồng hành cùng với tất cả các quý ông trong thời gian vừa qua. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho đêm chung kết Quý Ông Hoàn Hảo 2018. Và ngay sau đây sẽ là 5 ứng cử viên mạnh nhất. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của quý ông Mai Tuấn Anh. Tên là Tuấn Anh, năm nay mình 24 tuổi và mình đến từ Hà Nội. Hiện tại thì mình đang làm công việc tự do. Sau khi tham gia chương trình Quý Ông Hoàn Hảo của tuần thì mình cảm thấy tự tin hơn, có những cái bước đi, cái nhìn nhận nó chín chắn hơn. Theo mình, người đàn ông hoàn hảo là một người biết chia sẻ, biết cảm thông và biết đặt cái tôi của mình đúng chỗ. Thật sự nếu như mà đêm chung kết mà mình là người bị rụng nước sớm thì mình rất là hổ thẹn với các quý cô. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì tôi luôn biết đặt cái tôi của mình ở đúng chỗ. Và tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của quý ông rất điển trai, Minh Tú. Xin chào các bạn, mình là Minh Tú, năm nay mình 23 tuổi. Hiện tại mình đang làm người mẫu ảnh tại Hà Nội. Mình ấn tượng nhất ở Quý Ông Hoàn Hảo là cái format chương trình này nó rất là thú vị, ở cái là mình sẽ phải có một sự từng trải nhất định và mình sẽ phải hóa thân vào những cái nhân vật, xử lý những cái tình huống nó rất chi là đời thường. Điều mà mình lo lắng nhất khi trở lại đến chung kết đó là mình sẽ phải chạm trán với một đối thủ, đó là một cậu em của mình ở ngoài Bắc. Hai anh em chơi khá thân với nhau, khi mà hai anh em cùng thử sức cùng thi ở trên sân khấu thì không biết là sẽ xảy ra những điều gì. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì mỗi sáng thức dậy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi tôi. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của quý ông Trần Quốc Anh. Chào tất cả mọi người, mình là Trần Quốc Anh, năm nay mình 20 tuổi, hiện giờ mình đang làm người mẫu. Ưu điểm của mình là nhiệt huyết, có tuổi trẻ, nhược điểm của mình là chưa có kinh nghiệm ấy để chứng tỏ bản thân. Ước mơ của mình là Nam Tiến và Sài Gòn để làm một diễn viên nổi tiếng. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì tôi đang sống ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của Han Ti Nguyễn, xin mời. Tôi tên là Han Ti Nguyễn, nghề nghiệp của tôi là ca sĩ và diễn viên. Hiện tại tôi đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu lớn nhất hiện tại của mình là sẽ thành công trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Trong ngôn sống của mình là hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng và hãy làm việc cho đi yêu thương một cách nhiều nhất và chăm chỉ. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì khi nhìn vào gương tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của Quý Ông Hoàng Minh. Mình là Lê Duy Hoàng Minh, sinh năm 1996. Hiện tại mình đang là diễn viên tự do, quê quán mình ở Bình Thuận. Mình muốn nhắn nhủ với những người đàn ông, để trở thành một người đàn ông hoàn hảo cần rất nhiều điều và cần trải qua nhiều thứ. Cho nên các bạn hãy thử đi, đừng có ngại gì hết. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì tôi là một người đàn ông trưởng thành, luôn yêu thương và nhường nhịn phụ nữ. Xin mời tất cả quý cô hãy dành một tràng pháo tay để khích lệ cho đêm chung kết ngày hôm nay cùng với 5 quý ông của chúng ta. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu đầu tiên, đó chính là thử thách nam tính. Xin mời 5 quý ông với 5 vị trí đặc biệt sau đây.
Yeah. Mỗi người mỗi vẻ và hy vọng với không gian này sẽ giúp cho các quý ông có thêm nhiều cảm hứng hơn nữa để nghĩ và nhớ về một người phụ nữ trong mơ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số đạo cụ cần thiết nhất. Đó chính là lăn khử mùi dành cho nam, sữa tắm dành cho nam, dao cạo râu, đồ thụt bồn cầu và thuốc tráng dương bổ thận. Quý ông phải tận dụng đạo cụ không liên quan đến nữ giới này, tạo ra được một cái dáng thật là đẹp và liên quan đến người phụ nữ trong mơ. Bên cạnh đó sẽ phải đối mặt với luồng nước mát rất là dễ chịu. Ngay sau đây xin mời năm quý ông hãy sẵn sàng. Oh yeah, rất là gợi cảm, tự tin lên nè. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn bị chạy lên để lấy một món đạo cụ đầu tiên của mình nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ có 5 giây thôi, 5 giây thôi. Nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Món đầu tiên, món đầu tiên, món đầu tiên, món đầu tiên. Tạo dáng, tạo dáng. Rồi, bầu dáng ngay. Yeah. Tại sao bạn nghĩ đây là tư thế của người phụ nữ trong mơ của bạn? Em nghĩ là một cái tư thế mềm mại này thì nữ sẽ hay dùng. Tại sao người phụ nữ đó lại dùng lăn khử mùi dành cho nam? Có thể là cô đấy sang nhà em thì vô tình gặp cô ấy thích thì cô ấy lăn rồi. Rồi, cảm ơn Tuấn Anh. Minh Tú. Đây là một tư thế đứng thụ bồn cầu. Nó vừa thể hiện sự hăng say mà vẫn có một chút gì đó gọi là điệu đà. Quyến rũ. Quyến rũ hả? Bởi vì là cái hình mẫu bạn gái của em trong tương lai phải có một cái thân hình nóng bỏng quyến rũ và có những đường cong như em đây. Cong cỡn hơn nè. Cỡn lên nè. Tưởng tượng đây là thụ bồn cầu, thụ đi. Trời ơi. Trời Quốc Anh, tư thế gì thoải mái quá vậy hả? Khi mà em lấy một người phụ nữ về là người phụ nữ đấy cạo lông chân ạ. À, cạo lông chân phải ngồi tựa vô tường, lấy tư thế, lấy đủ hết 72 sinh khí của mình, tất cả năng lượng để cạo sạch lông chân. Đúng rồi ạ. Em nghĩ lông chân này hơi nhiều nên là cần một cái này nó to để nó cạo. Chả lẽ là cô gái trong mơ của bạn cũng đầy lông chân giống như bạn? Chắc là cá tính hơi mạnh nên là mọc hơi nhiều ạ. Ôi vậy hả? À, theo bạn thì cá tính mạnh thì lông sẽ mọc nhiều ở chân. Bạn gái trong mơ của em đang tỉ lông mày ạ. Trời ơi, tỉa lông mày. Dạ đúng rồi. Cạo luôn hàng chân mày luôn rồi đó. Dạ tại vì qua nhà em chơi mà không có thêm dao cạo cho nên sẵn mượn dao cạo râu để tỉa sơ sơ cái lông mày dư ở trên. Ủa vậy hả? Dạ. Bạn đã thấy phụ nữ tỉa lông mày bao giờ chưa? Dạ đã từng thấy rồi ạ. Ủa mà tỉa anh sao phải ngồi xuống? Dạ tại vì sợ lông nó rơi trúng chân đau chân phải không? Dạ không, tại vì bạn nữ để cái kính là ở thấp như này cho nên phải ngồi xuống để soi gương cho tiện ạ. À, nhà bạn cao quá ha. Dạ chào nữ thần tự do. Nữ thần cầm sữa tắm nam với ý nghĩa là gì? Với ý nghĩa là khi bạn gái qua nhà em, bạn gái em không có sữa tắm nữ, bạn gái em sẽ dùng sữa tắm nam, nhưng bạn gái em vẫn tự tin. Và đường cong chữ S là bạn gái trong mơ của em. Giống như em, chữ S. S. Bạn gái em á vẫn luôn kiêu kỳ khi dùng sữa tắm nam bởi vì đó là mùi hương của em và bạn gái em yêu thích mùi hương này. Rất là dễ thương. Chuẩn bị với món đạo cụ tiếp theo. 3, 2, 1, bắt đầu. 5 giây thôi, 5 giây thôi, cố lên nào, cố lên nào. Món tiếp theo, món tiếp theo. Nhanh lên, nhanh lên. 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc. Bạn Minh à, tại sao lại sử dụng cái lăn khử mùi mà nuốt luôn nó vậy? Con gái đặc biệt có sở thích là khi đi tắm rất thích hát. Và cô ấy luôn hát trong bồn tắm. Và đây là tư thế của người bạn gái trong mơ của em, vừa tắm vừa hát à. À, vừa tắm vừa hát. Không có cây miro, kiếm cái gì mà nó tròn tròn giống như miro là cây lăn khử mùi. Dạ. Thụt bồn cầu đúng không? Đúng rồi ạ. Tại sao mà nữ giới lại đi thục? Em đang đi làm nên là người phụ nữ của gia đình là biết làm việc nhà, biết thông 10 phút. Sao không chờ chồng về hay là bạn trai về người ta thục cho á? Em nghĩ là một người con gái biết làm việc nhà thì tốt hơn là một người không biết làm gì. Nhưng mà lỡ cái việc này nó nặng hay là nó không được sạch á, cô ấy sợ, cô ấy không muốn làm thì sao? Thì cho cô ấy thử, không làm được thì em về nhà em làm sau ạ. Ờ, đâu hướng dẫn cho cổ coi nè, hướng dẫn nè. Trời ơi, sao mà liêm diêm mà đê mê quá vậy? Cái chất liệu mà em đang dùng cái xà bông sữa tắm này rất là tốt, thơm. Cô đây tắm, cô đây sẽ cảm nhận được cái mùi hương của người của em. À, cái mặt đó là mặt đang cảm nhận hả? Nào, bây giờ đến với đạo cụ tiếp theo. 3, 2, 1, bắt đầu. Món đạo cụ tiếp theo nào? Món gì đây, món gì đây? Món nào đã sử dụng rồi thì chúng ta không tái sử dụng nữa. 5, 4, 3,
2, 1. Đây là tráng dương bổ thận mà thuốc dành cho nam. Tại sao bạn gái ấy lại cười tươi đến như vậy? Nói đi. Đây là một loại thuốc mà em nghĩ là một người dùng thì hai người sẽ rất là tươi. Một người dùng, hai người tươi. Nhưng mà người nào dùng? Chắc chắn là em rồi. Vậy tại sao nữ lại tươi như vậy? Thì sạc pin. Sạc pin á. Người con gái trong mơ của bạn đang làm gì vậy? Đang tắm anh ạ. À biết rồi. Và tại sao cái tay em lại để ở đây? Bởi vì là khi cô ấy dùng sữa tắm thì là cái tay nó phải tí cọ, phải mềm mại, di chuyển. Nên là tại sao em chọn cái tay để ở đây? Di chuyển nhiều nơi, tại sao lại quan trọng lại ở đây? Thì để đây nhìn nó hợp phong thủy. Phong thủy. Cái toilet nhà bạn trai em nó bị hư nhưng mà em sửa không có được. Không may anh sửa giúp em đi. Khó quá hả? Trời đất ơi. Bạn trai em không có nhà. Muốn ngoại tình với ông sửa nước hả? Không có. Chứ làm gì đông đưa dữ vậy? Thì phụ nữ làm việc nặng nhọc mà phải đông đưa chứ. Trời ơi trời. Mẫu bạn gái trong mơ gì mà đông đưa dữ vậy trời. Rồi cảm ơn bạn Hoàng Minh. Chuẩn bị một món nữa nào. 3, 2, 1. Xin mời. Một món nữa thôi. Thời gian sắp kết thúc rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết chưa? Trời ơi. Ủa? Bộ bạn gái trong mơ của bạn là người mẫu quảng cáo hả? Bạn gái em muốn em bổ thận tráng dương. Muốn dụ em uống. Muốn tạo một cái dáng gợi cảm. Người ta còn gọi là gợi tình đó mà. Nhà mua sẵn để cho bạn uống luôn. Để chi? Để bổ cả hai. Trời. Quân Anh ơi, uống cái này vô là người ta mạnh mẽ, người ta sung sức lắm chứ không ai như ông già mà cuối không còn gì đâu. Khi bị già ấy ạ. Bị già. Mình bị yếu nên là người phụ nữ mình mua cho. Cái năm mà đang già già vậy là bao nhiêu tuổi? 70. 70 đó. Hai bà cụ thật là dễ thương, 70 tuổi. Bà cụ vẫn lom khom đi mua tráng dường bổ thận cho chồng mình uống. Mời năm gông quay trở lại sân khấu. Đối với tôi thì mỗi một bạn đều mang lại một cái phong thái dáng vẻ khác nhau. Mai Tuấn Anh nhìn bạn một cái là thấy ngay một cái vẻ rất là mạnh mẽ nam tính. Vì bạn rất nam tính cho nên phần diễn của bạn tôi cũng không tìm thấy nữ tính mặc dù bạn rất là cố gắng. Một trong những cái điều mà tôi cảm thấy rất là thú vị ở bạn là dù cho bạn làm một cái phong thái nào đi chăng nữa thì bạn cũng giữ được một cái sự rất là riêng của bản thân mình. Điều thứ hai, bạn đứng ở trong một cái dáng vẻ nào bạn cũng rất là sexy và bạn cũng có những cái sự sáng tạo rất là riêng của mình. Người đàn ông đứng thứ ba là một người cao nhất trong nhóm. Em giữ được cái vẻ rất là trong sáng, thánh thiện. Có lẽ là đến giờ phút này cũng chưa có cô gái nào làm cho trái tim của em đập mạnh lắm. Hoặc là có thể nói một cách khác, tức là em chưa bị rơi lệ bởi một cuộc tình nào. Đấy là cái dáng vẻ bên ngoài của em. Cô rất là ấn tượng với bạn Lê Duy Hoàng Minh. Ở đây á, những cái dụng cụ của chúng ta có là giống nhau. Chúng ta đều biết những cái dụng cụ đó có tác dụng như thế nào. Nên cái hay của mộ quý ông đó là tạo dáng, làm sao cho chúng tôi cảm thấy bất ngờ, thú vị, mới mẻ. Ví dụ như cái toilet nhà bạn trai em nó bị hư. Không may anh sửa giúp em đi. Muốn ngoại tình với ông sửa nước hả? Không có. Chứ làm gì đông đưa dữ vậy? Thì phụ nữ làm việc nặng nhọc mà phải đông đưa chứ. Làm cho chúng tôi rất là thú vị và cảm thấy hài hước, cảm thấy bạn rất là duyên dáng. Còn lại thì Trinh nhắc nhở các quý ông một chút là mình đang nói về người phụ nữ, ta phải tránh những cái nó hơi phô một chút. Ví dụ như người phụ nữ ấy, em nghĩ lông chân này hơi nhiều nên là cần một cái này nó to để nó cạo. Thì những cái đó Trinh nghe thì Trinh thấy nó không có được hoa mỹ cho lắm. Với bạn Mai Tuấn Anh, bạn Nguyễn Minh Tú và bạn Trần Quốc Anh thì Quỳnh Chi không có để ý các bạn nói nhiều đâu. Tại vì thật sự là khi các bạn nước thấm vào những cái lớp áo thun á thì nó sẽ bám vào trong cái body của mình. Thì phải nói cái này là mình phải nói rất là thành thật là các bạn có những cái điểm mạnh về ngoại hình rất là rõ nét, mang lại cho các bạn một cái vẻ nam tính, thì đó cũng là cái thế mạnh mà chúng ta hãy tiếp tục phát huy trong những cái vòng thi tiếp theo. Còn với Hanty Nguyễn thì Chi cảm nhận ở bạn, bạn là một người có cái sức sáng tạo và thích đi ngược lại với những người khác. Bạn cũng có một ngoại hình rất là đẹp nhưng mà ở bạn còn có thêm một điều nữa, đó là bạn có một cái sự tính toán cho riêng bản thân mình. Hãy tiếp tục phát huy điều đó ở những vòng thi tiếp theo để có những cái bứt phá khác biệt với những người bạn khác. Và bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu.
trí đặc biệt sau đây. Tuấn Anh, bạn đoán xem kết quả dành cho mình như thế nào? Thực sự thì là bây giờ em nghĩ là 50-50. Nào, Tuấn Anh hãy sẵn sàng. Mai Tuấn Anh cũng đã có một phần thể hiện khá tốt trong thử thách vừa rồi. Liệu rằng những lời nói của anh ấy có đủ sức thuyết phục tất cả các quý cô hay không? Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và kết quả, chúc mừng bạn. Và bây giờ áp lực tâm lý sẽ thuộc về Minh Tú. Bạn cảm thấy hài lòng với phần vượt thử thách vừa rồi chứ ạ? Minh Tú chưa hài lòng với phần thi vừa rồi. Nào, Minh Tú hãy sẵn sàng. Minh Tú, một trong những quý ông rất điển trai trong ngày hôm nay, với một phong thái thi đấu và một tinh thần rất lạc quan. Những lời giải thích của anh ấy cũng khá hài hước và dí dỏm. Hy vọng nhờ sự vui tính này sẽ giúp cho Minh Tú bước vào vòng trong. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Là chúc mừng bạn. Yeah. Bây giờ sẽ là Quốc Anh, bạn dự đoán kết quả là sao ạ? Nghĩ kết quả như nào thì mình cũng chơi hết sức rồi, hết khả năng của mình rồi. Thế mà vào được thì tốt, còn không bị loại thì mình cũng không sao. Nào, hãy sẵn sàng. Ngày hôm nay là một đêm chung kết thì áp lực tâm lý rất lớn. Người được bước vào vòng trong là người bản lĩnh nhất, tự tin nhất, đủ sự bình tĩnh để đương đầu với khó khăn. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Chúc mừng bạn. Người phải nói lời tạm biệt vẫn chưa lộ diện. Hanty, bạn nghĩ kết quả sẽ nghiêng về thằng thắng cho ai ạ? Hôm nay Hanty đến đây cũng với tư thế rất là thoải mái và tự tin hơn trước. Cho nên là dù kết quả thế nào thì Hanty cũng vui bởi vì được quay lại chương trình. Hoàng Minh, bạn có đang thấy lo lắng không ạ? Mình cũng đang cảm thấy lo lắng và mình muốn nhắn nhủ lại những người đàn ông khác là dù bạn có xuất thân như thế nào hay là bạn có chiều cao ra sao, các bạn vẫn sẽ là một người đàn ông hoàn hảo. Hãy cố gắng lên. Xin mời cả hai quý ông hãy sẵn sàng. Hanty, tận dụng chiều cao của người phụ nữ trong mơ. Anh ấy đã chọn những tư thế ngồi khá là quyến rũ. Hoàng Minh đã tận dụng được sự vui tính và nhanh nhẹn hoạt ngôn của mình để vượt qua thử thách. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và người được phần thưởng là áo quần ba và dừng bước tại vòng thi đấu này, đó chính là quý ông và chúc mừng bạn đã nhận được giải thưởng áo quần ba trong đêm chung kết xếp hạng ngày hôm nay của vẫn chưa hoàn hảo. Xin chúc mừng bốn quý ông còn lại, xin mời bạn bốn chàng trai của lần trước. Chúc mừng bốn chàng trai của chúng tôi, hãy sẵn sàng đầy đủ bản lĩnh và tự tin để bước vào vòng thi tiếp theo, thử thách trí tuệ. Và bây giờ xin mời bốn quý ông bước lên sân khấu. Với sự trợ giúp của một người mẫu, mỗi quý ông sẽ phải thể hiện được sự thông thái và am hiểu về thời trang của mình. Họ sẽ định hình phong cách của người phụ nữ trong mơ, trong tương lai mà mình mong muốn nhất. Và ngay sau đây sẽ là hình mẫu cũng như là phong cách thời trang đến từ quý ông Mai Tuấn Anh. Phong cách này một phong cách khá là gợi cảm và năng động. Đây là một hình mẫu về cô gái của tôi. Từ cái vẻ bề ngoài, từ cái đôi bốt cao cổ, cá tính cho đến bộ trang phục khoét rất là sexy và gợi cảm. Màu mắt, màu môi cho đến kiểu tóc rất là đặc biệt. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cô gái cá tính, có cái gu, cái quan điểm riêng. Đây là một cô gái rất là thông minh. Tôi nghĩ rằng là cô đấy cũng có một cái quan điểm sống tự lập. Và tôi rất cần một người biết mình cần phải làm gì khi không có người đàn ông của mình bên cạnh. Mà bạn có lo ngại không khi mà với phong cách này thì cô ấy dễ dàng tạo nên một sức hấp dẫn cực kỳ to lớn đối với những người đàn ông khác? Tôi luôn mong muốn người phụ nữ của mình khi đặt chân tới bất kỳ nơi đâu
cũng là tâm điểm của mọi anh nhìn. Và bạn đủ tự tin là giữ được cô ấy trong trái tim của mình chứ? Tôi đủ bản lĩnh để giữ được cô ấy bên cạnh mình. Đó là một người như thế nào ạ? Với Minh Tú thì đây là một cô gái có thân hình khá là nóng bỏng và quyến rũ, đôi môi sexy, trái tim, mái tóc rất là bồng bềnh, nhẹ nhàng. Cái váy thì xẻ rất là nửa hở, nửa kín, rất là tinh tế và gợi cảm. Táo bạo. Khá là táo bạo. Các cụ ngày xưa đã có câu là công dung ngôn hạnh. Cái công ở đây đó là tề công gia chánh, đảm đang nội trợ, chăm lo cho gia đình, cho chồng con. Dung ở đây đó là ngoại hình, ngôn là ngôn ngữ. Người phụ nữ hiện đại ngày nay khi ra ngoài giao tiếp, ăn nói nhỏ nhẹ, tinh tế, thông minh. Cuối cùng là hạnh. Hạnh ở đây là đức hạnh, là nhân phẩm, lòng thủy chung, sự hy sinh, sự yêu thương chồng con, sự yêu thương gia đình. Đây là một hình mẫu vừa pha trộn giữa nét đẹp truyền thống và nét đẹp hiện đại. Và em chính là người phụ nữ mà anh đang kiếm tìm. Chỉ qua một bộ trang phục thôi do Minh Tú lựa chọn cho người mẫu Kim Huệ mà anh ấy đã truyền tải một thông điệp cũng khá là sâu sắc và ý nghĩa. Em thích một cô gái trẻ hơn em. Em không thích lái máy bay. Em không thích lái máy bay. Vì ngoại hình, em không thích là một người phụ nữ quá màu mè này, quá cá tính này. Thứ hai là khi mà bước ra đám đông thì không quá nổi bật. Em thích một người phụ nữ ngây thơ, trong sáng, dễ bảo. Dễ bảo. À, với cả là em thích nhất là đôi mắt. À, đôi mắt sao nào? Đôi mắt mà khi mà nhìn vào thì thấy rất là kiểu là tính đàn ông của em trỗi dậy, muốn bảo vệ người phụ nữ đấy. Trỗi dậy hả? Đôi mắt long lanh và có đôi chút gì đó nũng nịu và nhõng nhẽo khiến cho chúng ta cũng phải mềm lòng để bảo vệ những đúng cô, đúng không nào? Vâng ạ. Đây sẽ là hình mẫu người yêu, người vợ tương lai Hoàng Minh từng khao khát. Là hình mẫu người tương lai của mình. Nó bắt nguồn từ tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của mình sống với bà ngoại. Mình chưa từng biết cái tình cảm mà một người đàn ông và một người phụ nữ dành cho con của mình như thế nào. Mình thiếu thốn tình cảm. Do đó cho nên mình muốn một người sống nội tâm, giàu tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Đối với mình, ngoại hình rất dễ phai màu, chỉ có bên trong là vẫn tồn tại mãi mãi. Như mọi người thấy đây, hôm nay cô gái này mặc một chiếc áo phong. Và chiếc áo này mình vẫn có một cái. Đôi khi mình với người mẫu hình tương lai của mình mặc hai cái áo đi chơi, mọi người có hỏi là ô, hai anh em mình đi đâu vậy? Tụi mình vẫn cười nói, ừ, tụi tao đi nhậu. Anh em tao đi nhậu. Không có gì phải buồn hết. Quan trọng nhất là người con gái đó luôn đối xử tốt với mọi người, sống nội tâm. Cô gái đó với vẻ bề ngoài như thế này, và cô gái đó có đề nghị với mình là em sẽ thay đổi gì anh? Bởi vì xung quanh có nhiều người sẽ nói không tốt về mình. Nhưng mà quan niệm của mình không muốn người con gái phải thay đổi gì mình, mà mình muốn người con gái của mình sống là chính mình, luôn thoải mái. Điều quan trọng nhất là mình với người phụ nữ tương lai này sẽ luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn một lần nữa cả bốn hình tượng người phụ nữ trong mơ của bốn quý ông. Xin mời. Xin phải cảm ơn cả bốn quý ông, bởi vì quý ông làm cho chúng tôi cảm thấy là phụ nữ của chúng ta dù bất kỳ một cá tính nào, dù chọn cho mình một phong cách nào thì cũng sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Xin cảm ơn các quý ông. Phần thi này thì một lần nữa Xin vẫn rất là thú vị với bạn Hoàng Minh và Tuấn Anh. Tuấn Anh á rất là điềm đạm trong cái cách nói và rất là manly trong cách thể hiện, cũng như là cái cách mà anh dìu người bạn nữ của anh á có một cái sự quan tâm. Còn Hoàng Minh á thì cái lúc mà bạn phân tích á, mọi người có hỏi là ô hai anh em mình đi đâu vậy, tụi mình vẫn cười nói ừ à, anh em tao đi nhậu, không có gì phải buồn hết. Điều quan trọng nhất là mình với người phụ nữ tương lai này sẽ luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc. Điều đó làm cho Trinh thích thú, và đặc biệt cái cách mà bạn dìu người phụ nữ đi á rất là quan tâm đến cô ấy. Cái cách mà bạn nhường cô ấy đi trước xong rồi chờ cô ấy về xong rồi cả hai phối hợp với nhau làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy vui hơn. Trinh hơi thất vọng với lại cả Minh Tú và Quốc Anh luôn. Tại vì Trinh thấy hai bạn nói có hơi giáo điều một chút. Minh Tú thì nói công dung ngôn hạnh, mà cái cách bạn phân tích thì nghe nó rất là cổ, nó rất là áp đặt lên người phụ nữ. Xong cái tí nữa bạn chốt lại, bạn nói là giữa hiện đại và xưa cũ, làm cho Trinh hơi phân vân. Và Trinh cũng thấy bạn hơi bị thờ ơ với người phụ nữ của bạn. Như bạn lên sân khấu bạn thiên về diễn người mẫu nhiều hơn. Hy vọng Minh Tú và Quốc Anh có thể dịu dàng với người phụ nữ của mình hơn nha. Chuyện của Hoàng Minh, chị thấy là em đã khai thác được một cái khía cạnh rất là hay, đó là có những cặp đôi trong mắt mọi người sẽ rất là dễ chấp nhận bởi vì nó là đa số, nhưng cũng có những cặp đôi mà đôi khi nó đem lại cái cảm giác hơi là lạ bởi vì nó không nhiều, nhưng không có nghĩa là mọi thứ nó không hợp lý. Và bây giờ thời gian mình chọn bắt đầu. Quay trở về vị trí đặc biệt của mình. Tuấn Anh, bạn cảm thấy hài lòng với phần vượt thử thách vừa rồi của mình không ạ? Mình thấy rất là hài lòng. Xin mời Tuấn Anh hãy sẵn sàng. Sự thông minh và tinh tế cũng sẽ được thể hiện qua phần thử thách trí tuệ này của từng quý ông, bởi vì họ phải thật hiểu về gu thẩm mỹ của những người phụ nữ, và đặc biệt những lời thuyết trình của họ có được thuyết phục hay không. Chờ đón xem. 3, 2, 1, xin mời. Và chúc mừng bạn. Và bây giờ Minh Tú, bạn dự đoán ra sao ạ về kết quả của mình? Lúc này mình đang rất là lo lắng và hồi hộp, nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Minh Tú đã sẵn sàng. Với phần thuyết trình khá lưu loát cùng với nét điển trai thì dễ dàng chinh phục được trái tim của các quý cô. Nhưng mấu chốt nằm ở vấn đề tư duy, khi Minh Tú lại đem những nét truyền thống và công dung ngôn hạnh để đưa vào một hình ảnh rất hiện đại và quyến rũ của người mẫu chúng ta. Liệu rằng hình tượng người phụ nữ tương lai đó có thật hay không? Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Kết quả dành cho Minh Tú là... Chúc mừng bạn! Chỉ còn hai quý ông mà thôi. Không biết là bạn Quốc Anh, bạn có muốn nhận được giải Á quân 3 ngay từ bây giờ không? Em có. Có hả? Trước khi nước rớt xuống thì không biết là Hoàng Minh có muốn nhận giải Á quân 3 ngay từ bây giờ không? Dạ... không. Rất thẳng thắn. Bạn muốn xong nhận được giải thưởng là giải nào? Quán quân Á quân 1 hay Á quân 2? Em muốn đi hết khả năng mình có thể. Xin mời cả hai hãy sẵn sàng. Hai quý ông, hai phong thái hoàn toàn khác nhau. Quốc Anh có khá nhiều lợi thế về ngoại hình. Hoàng Minh có khá nhiều lợi thế về sự chân thành và khả năng ăn nói. Về tư duy cũng hoàn toàn khác biệt. Quốc Anh thích nét đẹp truyền thống, còn Hoàng Minh lại thích sự cá tính và mạnh mẽ phá cách của một người phụ nữ hiện đại. Và sự đồng cảm nào sẽ đến với hai bạn đây? Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và người nhận được giải Á quân 3 là...
rất nhiều, 80 phần. Và hẹn gặp lại Quốc Anh và phần cuối của chương trình. Chúc mừng ba phía ông còn lại. Xin mời các bạn bước lên phía trước. Ba quý ông, và hy vọng là các bạn sẽ không làm cho các quý cô phải thất vọng, bởi vì vòng thi tiếp theo cực kỳ cam go, đó chính là thử thách đời thường. Xin mời sự xuất hiện của quý ông Tuấn Anh. Tuấn Anh cứ ngồi thoải mái. Đây là không gian ngôi nhà riêng của bạn. Bạn là một quý ông đã lập gia đình, có vợ và có con, và hai vợ chồng đang ở riêng với nhau. Ba mẹ thì ở dưới quê á. Nhưng mà đặc biệt hơn hết là ngày hôm nay là ngày Tuấn Anh sẽ đón chờ tình cảm của ba từ quê lên nhà thăm mình. Sẵn sàng nhé. 3 phút dành cho Tuấn Anh. Bắt đầu. Á, đi làm về rồi hả? Anh mệt quá. Mệt hả? À, mệt thì thôi, em không nấu cơm đâu. Mình ra ngoài mình ăn nha. Nhưng mà hơn 10 giờ là ba lên mà. Mẹ, con. Nhắc tới chuyện ba lên á, em mình nói anh nghe này nè. Ba tuần nửa tháng cái ba lên lần à, mà ba lớn tuổi rồi, có bệnh đau khớp nữa, lên hoài vậy em thấy không có ổn. Hay là cứ kêu ba ở dưới đi, rồi chừng nào vợ chồng mình rảnh á thì về thăm ba. Em nói thì không được, bây giờ ba già cả thế rồi. Ba già mới kêu ba ở dưới đi, đi xe đi cộ là nguy hiểm nữa, mà bệnh khớp nữa, thí dụ như mà nửa đường đi đau rồi, ai chỉ cho ba, đúng không? Rồi ai quan tâm? Bo ơi bo, tới rồi nè con. Ba. Trời ơi. Con trai, con trai. Anh đang có gì vậy con? Ba. Chào con. Chào ba. Ba. Nè. Đi ra đây. Bo bo. Mẹ kêu rồi. Nè. Con nghĩ sao vậy? Để đưa cho. Đó, đó. Ba. Con nói ba bao nhiêu lần rồi, ba muốn lên đây cũng được nữa, ba đi mình không ba lên thôi. Đem ba cái này lên làm chi vậy? Đồ dưới quê có cái gì là trên đây có đó. Ba em làm sao thế? Nè thôi thôi. Gì la em vậy? Thôi, không có lớn tiếng, không có la. Nè. À bo nè. Thôi, vậy lại đây nội biển rồi con. Lại đây. Dạ không được đâu ba. Bo. Không có được đâu ba. Tại vì ba mới đi ra ngoài đường á, đi vô á bụi bẩn lắm mà. Dơ lắm rồi, đụng thằng ba, lỡ thằng ba nó bị bệnh rồi sao ba? Ba chỉ muốn cho nó mấy cái bánh thôi mà con. Nó ăn đồ nhập khẩu không mà. Ba cái bánh quê nè, trời ơi, nó ăn lỡ có chuyện gì rồi sao? Anh xin em đấy, đây là tình cảm của ba má anh. Ai mà không biết tình cảm, em cũng thương ba vậy. Thương ba mới nói cho ba biết, cái ba già nhiều khi ba lú lẫn, ba không hiểu, anh hiểu không? Thương ba mà em nói như là một đứa trẻ vậy à? Thôi thôi con qua đây, con qua đây. Ba lên bài mà. Ba đi vô ba thay bộ đồ giùm con được không ba? Cái bộ đồ này nó lúa nó quê quá, đã phải con không cho tiền ba mua đồ đó ba. À thôi ba biết rồi. Nè, ngày hôm nay ba chỉ muốn lên thăm các con với thăm thằng Bo. Thôi thôi, sẵn ba có công việc ba phải đi, giờ ba đi ra, ba đi công việc rồi lát nữa cứ thôi. Ba cứ ngồi ba về. Hôm nay ba phải ở đây để ăn cơm với cả gia đình nhà con. Nếu như mà ba ở đây là em đi rồi nha. Đó. Thôi, ba về nghe. Bo, con ra đây. Con đứng đây chào ông nội được rồi. Chào ông nội đi. Thưa ông nội về. Thưa ông nội về. Đó ngoan rồi. Nội về nghe. Ba về. Con xin ba đấy. Ba về còn mẹ nữa. Cái quan trọng nhất á là hạnh phúc của con. Nghe lời ba. Thôi ba về nghe. Chia tay đi. Tôi sẽ không sống với cô nữa. Trời ơi. Anh ơi, anh sao vậy? Đây là ba đẻ của tôi. Cô phải tôn trọng ông ấy một chút. Cô nói ông đấy bẩn thỉu. Cô nói ông đấy quê mùa. Cô xỉ vả mặt ông đấy. Em không xỉ vả. Chỉ là em không thích đồ nhà quê thôi. Em là con nhà giàu từ đó vậy, không có tiếp xúc với nó. Anh phải hiểu cho em chứ. Em nói với anh lúc chưa cưới rồi mà. Anh cũng đồng ý, sao giờ anh vậy? Anh chỉ nói với cả em, đây cũng là lần cuối cùng. Em hãy tôn trọng bố mẹ của anh. Thôi được rồi, anh hiểu lầm em. Sau này cái gì của ba mẹ anh cho em cũng nhận hết. Đấy là tình cảm của ông bà. Ông bà dành cho mình. Được rồi, em sẽ nhận hết. Em sẽ nhận hết. Mà chắc chắn là em sẽ không ăn nữa nha. Tùy em. Thôi đi vô. Thôi. Ăn nhà hàng. Bo. Đi, cả nhà mình ra nhà thôi. Bạn có một cái kết đối với Chi như vậy. Chi hài lòng rồi, nhưng Chi chỉ tiếc ở cái phần đầu. Tức là bạn bị có nhiều khoảng lặng quá. Bạn để cho cô vợ lấn lướt mình nhiều quá. Thì thành ra nó làm mất đi cái sự nam tính của bạn trong một gia đình. Và bạn đã thiếu đi một cái sự cương quyết khi mà bố của bạn còn có mặt ở đó. Bạn để cho dồn cho đến khi đến chân tường thì bạn chịu không nổi nữa. Thì bạn mới bung. Và khi mà bạn bung rồi á, thì từ từ bạn mới lấy lại được cái thế của bạn. Thôi thì bạn cũng đã có một phần thi theo Quỳnh Chi là chọn vậy. Chinh hoàn toàn không đồng ý một chút nào với Quỳnh Chi hết. Bởi vì Chinh thấy đây là phần thi không phải là thiếu sự nam tính mà là một con người rất nhu nhược. Chinh ngồi dưới này, Chinh cảm thấy bực tức.
Xin lỗi bạn, nếu như mà Trinh... Tại vì đây chắc chắn chỉ là một phần thi thôi. Nó không có nói lên cái bản tính gì của bạn hết. Nhưng mà Trinh chỉ đang thể hiện cái cảm xúc của Trinh. Đầu tiên Trinh khóc bởi vì hình ảnh của người ba quá tội nghiệp. Trinh không chấp nhận được một người đàn ông ngồi ở đó mà để cho ba mình bị cư xử như vậy. Trinh cũng không thể chấp nhận được cuối cùng bạn lại giảng hòa với cô vợ và dẫn vợ và con đi ăn và ba thì đi về trong tuổi hổ. Thế là ba ở đâu? Bạn không hề giải quyết cái tình huống đó. Và rất nhiều lần cô vợ đưa ra cái câu chuyện, một cái câu chuyện sai hoàn toàn. Đây là một cái sự vô lễ, một sự lệch lạc trong suy nghĩ và đạo đức. Bạn phải có cách để bạn giải thích với cô ấy, chứ không phải là im lặng cho tới lúc mà bạn nóng nảy lên. Bạn là thể hiện của một người đàn ông có tính cọc á, không có giải quyết được cái chuyện khi mà nó đang diễn ra, nhưng mà bị dồn tới chân tường xong rồi cọc là phản ứng ngược lại. Thậm chí tôi nghĩ bạn sẽ còn có thể bộc phát hơn nữa. Điều đó rất là tiêu cực. Đúng là trong thực tế mình cũng cần có những cái lúc thực sự là dứt khoát, có những cái lời lẽ để có thể dạy được cho người vợ của mình và làm gương cho con mình luôn. Chính vì cái sự nhu nhược của bạn, sau này con bạn nó đối xử lại với bạn như vậy đó. Bạn đừng quỳ như vậy. Quỳ trước cha mình, một người nuôi mình lớn lên ăn học mà mình lại bất lực, mình quỳ trước cha, cha mình sẽ còn đau lòng hơn nữa. Thì tôi không thích cái hình ảnh đấy. Giá như khi mà người cha đi, em đi cùng người cha của mình, thì đấy sẽ là khoảng lặng để cho người vợ cũng rất yêu em nhưng mà bồng bột và rất là cạn nghĩ và nói năng những cái câu xúc phạm như vậy, có thời gian để suy nghĩ lại về cái cuộc hôn nhân của mình thì nó sẽ đắt hơn. Chứ không phải là thôi mình lại bảo ly dị trong một thời gian ngắn rồi mình lại làm hòa rồi lại dắt vợ đi ăn, thì lần sau chắc chắn cô lại sẽ chiếm cái thế thượng phong một lần nữa. Trời nha. Nói đó. Có khỏe không nội? Trời ơi. Ôi ôi. Đó, đó. Lần sau ba lên mà nhắn con nó tới đón ba đàng hoàng. Ờ thì ba ngồi đây. Ba cứ sẵn tiền ba đi. Nè bà. Nội nội đem cho con gà nè. Anh để đồ xuống dưới đất coi. Rồi anh để sao vậy? Đây 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 đây. Để con để đây, để con để đây. Con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi, ba đừng có mang cái gì dưới quê lên hết á. Bà, vợ con hôm nay là vừa đi làm về, ở cơ quan vợ con là dạo này rất nhiều việc. Vợ con rất thì chết nhiều nên về vợ con hơi bị nóng tính. Bà thông cảm nha, bà cứ ngồi đây, bà cứ ngồi đây. Bà cứ ngồi đây đấy để con. Đây để con cất đây vào là vợ con hết giận ngay đấy. Anh bỏ đi sau nhà luôn nha. Đây anh, đây. Bỏ nè. Ba. Anh nói với ba đi, cái ghế salon này mười mấy 20 triệu của em, bỏ cái chân dơ lên làm sao mà được. Ba, mà con biết là ba ngồi thì mình là đàn ông, mình ngồi thần thái mình phải thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà ba đó, ba đặt chân xuống để mình ngồi nó lịch sự hơn. Ba tựa vào đây cho thoải mái. Đó, đây để con lấy muỗng quạt cho ba mát. Đó. Đấy. Ba xuống. Ba cứ thoải mái, ba cứ thoải mái. Nè, ba nói con này. Bây giờ ba con kêu ba ngồi bật ngửa, ba khó chịu lắm mà lại không được gác cái giò. Trời nó khó chịu lắm. Thôi để ba ngồi đất đi heo. À, hôm sau ba đừng ngồi đi. Đây ba cứ ngồi ở đây đấy, ba thích gác, ba gác hả hai chân lên cho oách. Lát con bảo giúp việc lau hết ghế. Anh vừa vừa phải bảo thôi, anh biết cái bộ ghế này em mới mua không? 20 mấy 30 triệu của em. Em ạ, à, tiền nó rất quan trọng nhưng cái điều quan trọng hơn đó đối với anh ấy, đó là niềm vui của ba. Nhưng mà em không vui. Em không vui thì anh sẽ có cách làm em vui. Để ông nội vô. Đấy, em vui không? Vui mà đây, đây nằm đây tôi cho vui. Anh đừng có giỡn em, cái đầu có giỡn em. Bây giờ chừng nào ba về á, ba xách hết đồ về giùm con nha. Ba đừng cứ để mấy đồ đấy trên nhà con nha. Em làm như vậy là không phải rồi. Đây là quà ba mang từ dưới quê lên, mình nên trân trọng. Nhà mình toàn ăn đồ nhập khẩu thôi. Từ đời em cũng vậy, đời con em cũng vậy. Cái vấn đề là đồ quê với đồ nhập khẩu ở đây nó không quan trọng. Quan trọng ở đây là ba đi từ rất xa lên đây và để ba để thăm vợ chồng mình. Đó là điều anh quan tâm. Anh nói vậy là không có được. Anh không quan tâm, lỡ ăn vô có sức khỏe bị cái gì thì sao? Mấy cái đồ đó em không muốn cho vô nhà em. Thôi rồi, em đừng nói nữa. Bởi vì là em càng nói nữa thì càng làm ba anh tổn thương thôi. Ba, trước tiên là con xin lỗi ba vì hôm nay vợ con hơi nóng giận. Đó, còn ba hôm nay là ba lên chơi với vợ chồng con là con rất vui rồi. Cái gì? Đó, thế nên là hôm nay mình anh mở ra chiêu đãi. Không có nói gì hết. Em ơi. Xách mấy cái này vô, em với con bỏ đi liền. Đi con. Giờ anh chọn lựa đi. Em đừng bắt anh lựa chọn giữa em và ba. Bởi vì ba là người đã sinh thành và nuôi dưỡng anh để anh có được ngày hôm nay. Còn em là người anh yêu và anh chọn. Em nói cho anh nghe, anh đã hiểu sao vấn đề. Em không có bắt
anh chọn giữa em và ba. Em chỉ muốn anh bỏ những món quà của ba ra khỏi nhà này thôi. Thôi con à, vợ con á, nó nói cũng đúng. Không có kiểm dịch á, rồi có chuyện gì tội nghiệp thằng nhỏ. Dạ. Rồi ba đưa cho thằng nhỏ mấy cái bánh. Bánh á, hàng xóm làm rất là... Ba ơi, dạ, thật sự là con á, là con không có hổn với ba, con rất là thương ba. Nhưng mà cái bánh này á, thứ nhất là con ăn không có quen, đồ ở nội. Còn thứ hai nữa, nguồn gốc ở đâu, xuất xứ làm sao hết, ăn vô là có vấn đề thì sao ba? Ngó nguồn gốc có rõ ràng. Đồ ngon món. Con ăn thì ngon. Con thích ăn cái này không? Không, con không thích. Bây giờ em muốn như vậy, nhận quà của ba thì cũng được đó. Nhưng mà lần này là lần cuối cùng. Ba có lên, anh nói ba lên một mình thôi. Em không chấp nhận thêm quà nào lên đây nữa nha. Ba, vợ con thì rất là thích những cái món quà thế quê. Thấy không? Không? Nhưng mà lần sau ba mang lên và ba đưa con cầm. Đó. Chứ còn ba tự mang lên nhiều khi vợ con kiểu áy náy. Bởi thấy ba từ xa mang quà lên, vợ con bị áy náy, bị ngại. Thế là lần sau ba có mang lên, ba cứ đưa cho con. Thì con đưa cho vợ con thì vợ con sẽ không bị áy náy. Đó. Vậy phải không? Ừ. Giờ thống nhất vậy phải không? Thống nhất là vậy. Rồi. Rồi, đi ạ. Anh nói đó, anh góp ý, anh góp ý ba anh rồi. Ba đồng ý không? Ba đồng ý. Rồi, ba đồng ý, okay. ba đồng ý. Rồi, vậy thôi đi ăn. Đi ăn. Để ba đi ăn với tụi con luôn ba. Rồi. Bạn cho tôi cảm thấy thư giãn hơn bởi một cái sự hài hước, dễ thương và rất là đáng yêu của bạn. Cách bạn xử lý tình huống thì thấy ngay là trong một ngôi nhà của một gia đình của một anh chồng còn rất là trẻ trung, mới cưới và mới có đứa con đầu lòng. Cái cách của bạn xử lý làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là em biết dùng chiêu khi mà nói với bố mình. Ba từ xa mang quà lên, vợ con bị áy náy, bị ngại. Lần sau ba có mang lên, ba cứ đưa cho con. Thế là vừa được lòng ông bố. Thành ra khi mà vợ hỏi một cái là ông bố gật đầu lia lịa là bố đồng ý rồi. Thì những cái chiêu đó là những chiêu mà rất là đáng yêu. Chị cho rằng là em đã có rất là nhiều cái tip thông minh cho cái vở kịch này. Thật sự là ngày hôm nay Minh Tú làm cho Quỳnh Chi rất là bất ngờ. Quỳnh Chi không tin được là bạn có thể xử lý tốt tình huống này đến như vậy. Chị rất là thích một câu của em khi mà bạn nữ trong vai vợ em liên tục nói. Thì em nói là... Thôi em đừng nói nữa. Bởi vì là em càng nói nữa thì càng làm ba anh tổn thương luôn. Cái câu đó của bạn cực kỳ hay. Đàn ông không cần nói nhiều. Đàn ông cần nói đúng trọng tâm thôi. Mà đúng cái trọng tâm đó đưa vào vị trí của cô vợ đó là cô vợ phải lập tức im lặng liền. Quan trọng nhất là em đã chọn cho mình một cái tâm thái nhẹ nhàng, hài hước, đơn giản hóa mọi vấn đề để em bước vào cái phần thi này. Chính cái sự tự nhiên đó mà ngày hôm nay Minh Tú hoàn toàn tỏa sáng. Cùng một tình huống nhưng mà hồi nãy tôi tức đến phát khóc. Tôi rất là bức xúc. Nhưng mà cách của bạn đã giải quyết được rất nhiều những cái mấu chốt của vấn đề và làm cho tôi cảm thấy quý bạn vô cùng. Bởi vì bạn còn trẻ nhưng mà bạn biết cách để xử lý quá hay như vậy, bên tình bên lý quá chuẩn như vậy. Khi cô vợ chê cái bánh đó, thế là bạn mở ra bạn ăn ngay, rất là hợp ý của Lan Trinh. Trinh nghĩ nếu mà có thêm sự nghiêm khắc với vợ mình, tại vì ở đây là hài hước với lại nhiều khi bị lấn lướt, nó sẽ rất là gần. Cô vợ cứ càng nhấn tới rồi bạn cứ biến nó thành cái cười. Phải có một cái lúc nào đó bạn nhấn vô để cho cô ấy thấy và cô ấy hiểu ra được vấn đề. Nếu mà có thêm một tí như vậy nữa thì bạn sẽ là trụ cột trong gia đình hơn. Nhưng mà bây giờ thì Trinh thấy là hoàn hảo 95% rồi. Tới rồi nè, trời ơi, ngồi xe đò từ trưa đến giờ mệt gần chết này. Đem cho con gà. Nè. Con bánh bông lan con thích nhất nè. Đúng rồi. Chuối nữa nè, chuối. Đây bà nè. Ba ngồi nghỉ đi. Rồi, anh. Được rồi con. Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Anh nói với ba đi, lên đây thì lên, thăm thằng Bo này, thăm thằng Bo. Đừng có đem ba cái quà quê này. Đây là những món mà tuổi thơ anh thích và con anh cũng thích nữa mà. Con có thích không con? Dạ không. Thấy chưa? Với lại hồi xưa khác, bây giờ khác. Đối với em nó không an toàn. Em mà những món này là ba trồng ở dưới quê, ba làm ở dưới quê đem lên cho mình. Em hỏi anh, gà có kiểm dịch chưa? Lỡ nó bị bệnh dịch trái cây này nè, lỡ ăn vô là ngộ độc rồi sao? Bánh này nè, an toàn thực phẩm nó không tốt rồi sao? Con ơi, con. Con nói chuyện với vợ con xíu, tại vợ con ở trên đây nhiều cái thực phẩm nó quá chất nhiều nên vợ con nghi ngờ không sao. Trời ơi, ghét cái bạn kìa. Dạ ba, cứ tự nhiên mà. Trời ơi, cái bộ ghế của em mấy chục triệu, ba gác cái chân vô lên làm sao mà được. Với lại đem ba cái đồ này em không thích. Bộ tiền với em quan trọng lắm hả? Không phải là quan trọng mà em muốn sạch sẽ. Nhưng đó là ba của anh, em biết em nói những lời lẽ này mà ba anh nghe là ba anh buồn lắm không? Em ba anh không bao giờ lên thăm anh nữa đâu á. Anh đừng có lớn tiếng với em quá tôn trọng ba mới kêu anh ra đây nói chứ không nói trước mặt ba. Anh phải thương ba. Em thương ba rồi anh mới thương em được.
em cũng thương ba, nhưng mà anh phải giải quyết vấn đề. Chứ bây giờ em không chấp nhận được cái quà quê có đem lên đây hoài. Nhưng đó là những món quà mà đã nuôi sống anh, em biết không? Không có nó là không có anh ngày hôm nay. Một yêu cầu đó rất là nhỏ, đừng đem quà quê lên nữa. Không lẽ không giải quyết được? Thôi nè con, anh con nè, giờ con nói cũng đúng. Thôi thì có gì để mấy cái bánh cho thằng nhỏ nó ăn, còn dạ, mấy này để ba đem về. Con thương ba nhiều lắm. Ba hãy hiểu mà cho biết con mà. Con của con rồi, nó không ba nãy giờ. Qua đây, em để cho nó qua với ông nội. Một chút thôi không được hay sao vậy? Dạ ba ơi, dạ con xin lỗi ba, nhưng mà ba đi rửa tay rồi cho sạch sẽ đi rồi ôm ba được không ba? Em à, em quá đen lắm đó. Con, em đang bảo vệ sức khỏe con anh đó. Em đi vô trong. Em đi vô trong là anh chết luôn đó. Qua đây ngồi với ông nội. Ông nội kể chuyện cho con nghe nha. Giống như là ngày xưa ông nội đã từng kể chuyện cho ba nghe vậy đó. Nè, thôi được rồi. Con lại với mẹ con đi. Giờ nội phải về thôi, trễ giờ lắm rồi. Nghe. Thôi, kỳ quá. Ba nói ba ngồi cho con. Ba thương con này, ba ngồi. Đau, đau, đau. Thấy chưa? Thấy chưa? Đau cho nên là ba phải về thuốc ở nhà má để ở nhà. Em thấy là em quá đáng lắm. Ba ơi, ba mấy bịch bánh này ba lấy về luôn giùm con đi ba. Em có thấy em làm gì với ba là em quá đáng lắm không? Hả? Em quá đáng ở chỗ nào? Em chỉ muốn anh nói với ba là đừng đem quà lên nữa thôi. Anh nhớ lần trước không? Đem con gà lên, em đâu có dám làm đâu, để nó làm sao á. Chỗ này quá vậy luôn, cuối cùng ai là người hốt? Anh không? Thôi được rồi, cái này anh sẽ nói với ba, không đem đồ quà quê lên nữa. Ờ. Nhưng mà bây giờ em cho chỉ anh muốn vậy thôi. Ra trước ba là về lại vô đây cho ba nghỉ ngơi một chút. Em nghĩ sao ba vô vừa dưới quê lên, bắt ba về chạy về là sao? Anh rước ba về cũng được, nhưng mà bỏ mấy cái quà quê em mới cho vô nhà nha. Ừ. Và tôi bị thất vọng với bạn trong phần này. Các cái xử lý tình huống của bạn, bạn thua cô vợ đánh đá của bạn. Bạn có rất nhiều cái thỏa hiệp với vợ, mà nhiều lúc tôi không hiểu tại sao có trên đời này không biết có người đàn ông nào lại như vậy không. Cái thứ hai mà tôi cảm thấy rằng là có lẽ là rất nhiều gia đình sẽ không muốn xem cái cảnh này, bởi vì khi nào hỏi đến thì con trai cũng đứng về phía mẹ. Thậm chí là đây là những món mà tuổi thơ anh thích và con anh cũng thích nữa mà. Con có thích không con? Dạ không. Thấy chưa, hồi xưa khác bây giờ khác. Cái điều này rất là đau lòng. Chúng ta nhìn thấy rằng là hình ảnh của chúng ta chăm sóc cha chúng ta như thế nào thì con chúng ta sau này sẽ đối xử lại với chúng ta như vậy. Nếu em biết nói một câu ngắn gọn như vậy với người vợ của mình thì vợ mình sẽ giật mình rằng cái sự ích kỷ của cô ấy sẽ là một cái hậu quả trong tương lai của cái thế hệ sau này, con của cô sẽ cư xử với lại cô như vậy. Chứ không phải chúng ta bị sa đà vào cái chuyện là cãi nhau với vợ trước mặt ba của mình thì ba mình sẽ đau lòng hơn. Bởi vì trong lòng của người cha, người mẹ, dù mình có chịu đau đớn, khổ sở, vất vả đến đâu cũng muốn đến nhìn thấy một gia đình hạnh phúc. Hoàng Minh, bạn chưa có giải quyết được cái vấn đề là cô vợ đang khinh thường ba mình. Khi bạn nói em có thấy em làm gì với ba là em quá đáng lắm không? Hả? Em quá đáng ở chỗ nào? Em chỉ muốn anh nói với ba là đừng đem quà lên nữa thôi. Bạn phải nói là nhưng thái độ của em nói chuyện với ba anh đang là vô lễ với ba anh. Và rất nhiều những cái câu nói như vậy là không chấp nhận được. Cái chuyện quà quê thực chất không phải là cái vấn đề chính. Cái vấn đề ở đây là cô ấy đang dần dần tỏ thái độ với cái lối sống của ba bạn. Cuối cùng bạn đồng ý, bạn thỏa hiệp với cái chuyện là không cái này thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến không cái kia. Nên Chính thấy đây là phần thi đi được một nửa thôi. Quỳnh Chi muốn bạn sẽ nhiệt tình hơn khi mà giữ chân người bố của mình á. Tức là bạn sẽ cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để giữ người bố của mình ở lại trong nhà. Bởi vì bố mình vừa mới lên có 5 phút à. Nên để ông về như vậy rất là thương ông. Và ông cũng không có hề làm gì để xứng đáng bị điều đó. Và nói cho cô vợ của mình hiểu là miễn sao cuối cùng là một bữa ăn chung của cả gia đình với ba thế hệ thì đó là cái chúng ta hướng tới trong cái hoàn cảnh như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay sau đây, thời gian bình chọn bắt đầu. Mời tất cả các ông quay trở lại vị trí của mình. Thế là bình chọn đã được xác định, nhưng danh tính của Á quân 2 vẫn chưa được xác định rõ giữa ba quý ông. Ai sẽ nhận được phần thưởng này đây? Tuấn Anh, bạn mong muốn nhận được giải thưởng Á quân 2 chứ ạ? Tôi thì đi thi thì ai mong muốn không nhất thì nhì. Em mong mình được giải nhì là được rồi. Nào, xin mời Tuấn Anh hãy sẵn sàng. Với vẻ ngoài rất điển trai, Tuấn Anh đã có được rất nhiều thiện cảm của các quý cô. Nhưng quan trọng hơn hết, Tuấn Anh cần phải trau dồi nhiều kỹ năng hơn nữa để có thể thuyết phục bằng lời nói để khiến cho tất cả các quý cô cảm thấy tâm phục khẩu phục. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và kết quả là chúc mừng Tuấn Anh. Hai quý ông tiếp theo, Minh Tú, bạn dự đoán kết quả là sao? Trong phần thi vừa rồi thì Minh Tú còn khá tiếc nuối bởi vì
là nhiều khi mình vẫn còn bị hồn nhiên quá. Nhưng mà nhờ sự hồn nhiên đó mà các quý cô cảm thấy rất là thư giãn. Còn với Hoàng Minh thì sao ạ? Phần thi vừa rồi là em không tập trung cho lắm. Xin mời cả hai quý ông hãy sẵn sàng. Minh Tú với sự ngây ngô của mình đã khiến cho các quý cô cảm thấy khá là hài lòng khi làm dịu nhẹ được tình hình rất căng thẳng giữa vợ và ba ruột của mình. Hoàng Minh cũng là một quý ông cũng thẳng thắn nhìn thẳng vào vấn đề, đối mặt với nghịch cảnh với một góc nhìn khác, một cách xử lý khác. Hai quý ông hai góc nhìn khác nhau. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và quý ông sẽ nhận được giải thưởng Á quân 2 là Hoàng Minh. Chúc mừng Hoàng Minh, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời hai quý ông còn lại. Xin mời các hai quý ông trước. Hai ứng cử viên nặng ký nhất đã bước vào trận đấu cuối cùng ngày hôm nay cùng với quý ông Hoàng Hảo. Chúc cho cả hai bạn hãy thật bình tĩnh và tận dụng hết tất cả những khả năng và sở trường của mình để đối mặt với ban giám khảo trong thử thách quý ông Hoàng Hảo. Xin mời hai quý ông xuất sắc nhất quay trở về sân khấu. Câu nói thứ nhất đến từ giám khảo Miko Đăng Trinh. Khi người phụ nữ đang nói, hãy nhìn sự thật qua đôi mắt của cô ấy. Lấy tập lấy đấy. Khi anh Hoàng nói câu chuẩn bị 3, 2, 1 thì tôi biết sẽ có người chuẩn bị được đi tắm. Đúng rồi, một phần khác. Nếu một cô gái thật là quyến rũ mời bạn đi du lịch 2 đêm thì tôi sẽ đồng ý, nhưng với điều kiện phải có bạn gái của tôi đi cùng. Cái vế cuối quan trọng đó. Chẳng ai có thể lấy đi nỗi đau của bạn ngoài chính bản thân bạn. Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng, nếu như cũng như có một người yêu thật lòng thì phải có một người đáp lại. Người con trai thích có nhân tình hơn là có vợ. Còn người con gái thì thích có chồng hơn là nhân tình. Phải không? Yeah, cái này phải hỏi hay vụ Lan Trinh quá à. Chị Trinh trả lời chưa chắc. Ở đó có bài hát là hãy cứ là tình nhân đó. Đâu có thích có chồng đâu. Nhưng mà tôi thích câu trả lời của bạn. Dạ, nó cũng thực tế đúng không chị? Tài sản hấp dẫn và gây tò mò nhất đối với phụ nữ là quỹ đen của người chồng. Trong 3 vị ban giám khảo, người xinh đẹp nhất là người vừa đọc câu hỏi này. Trời ơi, sao hay vậy ta? Hai mình đi về đi chị. Không, ở trong tình huống này bạn trả lời như vậy rất hợp lý. Rất hợp lý. Có ai hỏi bạn, bạn có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tôi sẽ trả lời, vì tôi là quý ông hoàn hảo. Một mùa quý ông hoàn hảo khép lại. Tôi cảm thấy mình ngày càng hoàn hảo hơn. Xin cảm ơn ban giám khảo đã đưa ra một đề bài khá hóc búa dành cho cả hai quý ông trong đêm chung kết ngày hôm nay. Ngay sau đây, thời gian bình chọn bắt đầu. Cuối cùng rất quan trọng trong buổi tối đặc biệt này, Hoàng Đức Bơ xin được phép thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn sự xuất hiện của 403 quý cô trong từng vòng thi đấu để có thể có được những nhận định thật khách quan và công tâm nhất trong mùa giải của quý ông Hoàng Hảo 2018. Tuấn Anh, bạn cảm nhận như thế nào khi mình đã vượt qua hết tất cả những vòng thử thách? Cho đến giờ phút này thì mình và Tú cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ hai anh em chỉ biết là may mắn mỉm cười với ai thôi đúng không em? Cảm ơn Tuấn Anh. Còn Minh Tú thì sao ạ? Minh Tú thì nghĩ là nếu mà có ai thắng ấy thì đó cũng chỉ là may mắn hơn thôi. Chứ còn để nói về thực lực thì cả hai anh em đều đã rất là cố gắng rồi. Cảm ơn Minh Tú. Xin mời cả hai quý ông hãy sẵn sàng. Cả hai đều rất cân tài cân sức khi cả hai quý ông đều vận dụng được sự thông minh và nhanh nhạy của mình để trả lời những câu nói đến từ ban giám khảo. Nhưng có thể tiêu chí chấm điểm của các quý cô sẽ dựa trên suốt cả một quá trình của cả hai quý ông, từ những giây phút đầu tiên của giải nhất tuần cho đến đêm chung kết ngày hôm nay. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và chúng ta sẽ nói lời chúc mừng cho Á quân 1, quý ông Hoàng Hảo 2018 sẽ thuộc về quý ông Mai Tuấn Anh. Chúc mừng Mai Tuấn Anh đã trở thành Á quân 1 của quý ông Hoàng Hảo 2018. Và thưa quý vị, những giây phút rất long trọng sắp được diễn ra. Và bây giờ mới là sự
quay trở lại của cả năm quý ông rất xuất sắc của chúng ta. Mời cả năm quý ông đứng tiếp. Và bây giờ sẽ là những phần thưởng dành cho những ngôi vị cụ thể như sau. Đầu tiên, xin chúc mừng cho áo quần ba, đó chính là Han Ti Nguyễn. Xin mời giám khảo Miko Đăng Trinh tiến lên sân khấu để trao tặng giải thưởng dành cho Han Ti Nguyễn với giải thưởng dành cho áo quần ba, đó chính là 5 triệu đồng tiền mặt cùng với cúp kỷ niệm đến từ nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ địa chỉ trung gian của Sum Pharma. Xin chúc mừng Han Ti Nguyễn. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được phép vinh danh á quân ba, đó chính là Quốc An. Xin mời giám khảo Quỳnh Chi sẽ tiến lên sân khấu để thay mặt cho nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ địa chỉ kinh doanh của Sum Pharma trao tặng giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt cùng với cúp kỷ niệm dành cho á quân ba Quốc An. Đêm ngày hôm nay chúng ta có hai giải á quân ba đã thuộc về Han Ti Nguyễn và Quốc An. Xin chúc mừng Quốc An. Và ngay sau đây chúng tôi xin được phép kính mời lên sân khấu giám khảo Giáng My sẽ trao tặng phần thưởng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt cùng với cúp kỷ niệm đến từ nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ địa chỉ phim sang của Sum Pharma dành cho Hoàng Minh. Xin chúc mừng Hoàng Minh. Và bây giờ sẽ là giây phút để chúng tôi nói lời chúc mừng và vinh danh cho á quân 1, đó chính là chàng trai Mai Tuấn Anh. Và tiếp theo, chúng tôi sẽ được tiếp tục kính mời giám khảo Giáng My sẽ trao tặng phần thưởng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt cùng với cúp kỷ niệm đến từ nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ địa chỉ phim toàn của Sum Pharma dành cho Tuấn Anh, á quân 1, quý ông hoàn hảo. Xin chúc mừng Tuấn Anh. Và bây giờ là ngôi vị cao nhất quán quân quý ông hoàn hảo 2018 đã thuộc về Minh Tú. Xin nhận được giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến 120 triệu đồng. Xin mời giám khảo Quỳnh Chi sẽ thay mặt cho nhà tài trợ trung tâm thể dục Maxfit sẽ tặng phần quà là một voucher trị giá 50 triệu đồng dành cho Minh Tú. Xin cảm ơn Quỳnh Chi. Tiếp theo xin mời giám khảo Nico Lan Trinh sẽ thay mặt cho nhà tài trợ công ty Paradise Xuân Trường Thiên Đường Sắc Đẹp sẽ tặng một phần quà là một voucher trị giá 50 triệu đồng dành cho Minh Tú. Và tiếp theo chúng tôi xin được phép kính mời giám khảo Hoa hậu Giáng My sẽ thay mặt cho nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ địa chỉ phim sang của Sum Pharma trao tặng phần quà trị giá 20 triệu đồng tiền mặt cùng với cúp và vương miện của quý ông hoàn hảo dành cho Minh Tú. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để tán thưởng cho cả năm quý ông hoàn hảo của chúng tôi. Cảm ơn bà giám khảo, cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn các nhà tài trợ đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng với tất cả các thí sinh của chúng tôi trong chương trình Quý ông hoàn hảo. Hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn dành những tình cảm và những lời đóng góp thật chân thành để chúng tôi có thêm nhiều động lực hơn nữa để mùa giải năm sau sẽ có thêm nhiều thông điệp nhân văn để gửi tặng cho tất cả quý vị qua chương trình này. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự tài trợ của nhãn hàng thuốc bổ não Cerebrotone của Chavaco và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm toan của Sum Pharma. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào mùa sau.